Cô Lực xin kính chào quý cô bác và các anh chị em nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Lực. Chào tất cả mọi người nha. Đấy thì hiện tại thì vợ chồng Cô Lực đang ở Mèo Vạc Hà Giang mọi người ạ, cao nguyên núi đá. Thì hôm qua thì vợ chồng Cô Lực là mới di chuyển tới Mèo Vạc đấy mọi người ạ. Thì đến sáng hôm nay thì là hội mình là sẽ cùng nhóm đi thiện nguyện ở trong bản nhé mọi người ơi. Thì bây giờ ở đây là thì là đang ở trung tâm chỗ sân trường ấy mọi người ạ. Thì hôm nay nhóm của mình là có các anh là ở dưới Hà Nội mọi người. Hội mình là có tầm khoảng hơn 3 tấn quần áo nhá. Hôm nay là mình sẽ phát cho các đồng bào dân ở đây. Đang chuẩn bị là tìm những chiếc quần áo nào vừa thì sẽ mang về nhé. Chưa bóc hết à? Ở trên này bây giờ tôi đem đây về trên này xử lý thôi. Tức là ở trên này các bạn có điều hành trên này đó, tôi đem lên đây là ok rồi. Còn trên này các bạn là những chiếc hộp này thì là sẽ có những bánh kẹo là chia cho các em bé nhé mọi người. Là những cái bao kia thì là những cái bao quần áo, là sẽ có ghi là quần áo của người lớn hay là của trẻ con là sẽ ghi ở trên cái vỏ bao luôn nhé mọi người. Mỗi nhà một bao. Mỗi nhà là sẽ một bao luôn. Là cái nào là có trẻ con hay chưa lớn này thì ghi người lớn luôn đấy. Đấy. Đây là của người lớn này, bao này là của người lớn này. Cái áo ấm quá. Đúng rồi. Cái áo ấm quá. Được cái áo này khoác vào là ấm rồi. Ông cụ này là chồng của cái bà mà là có chú là đội tình nguyện chữ thập đỏ ở Tân Lập nhé mọi người, là đã di chuyển những bộ quần áo với lại những bánh kẹo này là di chuyển từ Hà Nội là lên trên này để cho các cháu nhỏ với lại các hộ gia đình. À đây là sách à? Là hội mình là di chuyển hơn 400 km về tới Hà Giang này thì vợ mình chắc là cũng rất là mệt. Đấy, vợ mình thì đứng kia cũng giờ chả nói chuyện được mấy sao ạ. Là mình là cho vợ mình ra đấy để vợ mình là sẽ phiên dịch là tiếng Mông ấy mọi người. Vì đa số là người Mông ở đây là sẽ không biết tiếng phổ thông mấy mọi người ạ. Vì ngày xưa là cũng không được ăn học ấy mọi người ạ. Ôi, mình là sẽ ra cái khu vực bên kia. Vậy sao ra bên kia xem vậy. Chú đánh xe được rồi đấy, hết chưa? Sai hết rồi. Đây nhá, bây giờ là sẽ chia nhau mọi người. Là ở đây thì có 2-3 làng mọi người, gần hơn 200 hộ. Nên là mỗi hộ là sẽ có một bao quần áo và một chút bánh kẹo nhá mọi người. Đấy. Là ai lấy được một bao rồi là sẽ vác về nhá mọi người. Có vui không? Có vui không? Đấy, em bé này bảo là rất là vui được quần áo rồi. Đấy. Đấy.
là các hộ dân ở đây thì hôm nay rất là vui luôn, là mỗi hộ là sẽ được một bao quần áo nhé mọi người. Bao này rất là nặng, chắc là bà còn sắp không nhấc được đây này mọi người ạ. Đấy, em bé này cũng vác được hẳn một bao luôn nhá. Khuôn mặt của mọi người là ai cũng rất là vui luôn nhá mọi người. Đấy, em này là vác đi một bao to luôn này. Mỗi người một bao. Ơ nhưng mà Hồng ơi, cái làng trên này thì bây giờ gọi người ta xuống lấy chưa? Bé này cũng chọn được quần áo xong xong di chuyển về nhà. Mấy tuổi rồi? Cháu mấy tuổi? Nói tiếng Mông mới biết được. Cháu xong rồi bác giúp. Chẳng ngại không dám nói. Không ngại đâu, không dám nói. Ôi, cho bé đi. Mình chặn đường quay này là nó sợ đấy. Đấy mọi người ạ, thì trẻ em ở đấy thì rất là khó khăn lắm mọi người ạ. Nói chung là nhiều hộ gia đình còn trẻ em ấy còn không có quần áo để mặc đấy mọi người ạ. Bé nhà mình thử quần áo thì cũng không phải là đủ, nhưng mà thôi tí nữa em cũng vác một bao về nha anh nhá. Thiếu mà. Đấy, nụ cười của các chú, các bác, các cô là rất là vui tươi. Ai cũng có một nụ cười rất là vui. Các cô thì quan tâm quần áo chứ không quan tâm dâu. Quan tâm dâu ở trên, bởi vì ở trên này cũng trồng cây dâu nhiều ấy. Chỉ quan tâm quần áo thôi, bởi vì trên này chăm chú và tranh quần áo thôi. Ai cũng chọn cho mình một bao. Sau 20-30 phút thì là các cô, các bác là cũng chọn được cho mình những bao quần áo rồi mọi người ạ. Là mới mà mấy hộ là sẽ xếp vào gần nhau là để đấy là sẽ tí là ai cứ chọn cái bộ nào thì chọn. Ở đây là trung tâm cái trường học tối nay nha mọi người. Thì có 1 2 3 4 tầm khoảng 4 đến 5 lớp rồi mọi người ạ. Cái gì nữa anh? Xanh nhau nước á? À, dép. Dép à? Cho con gái. Ôi, hết rồi, hết rồi. Người nhớ
Đây của trẻ con, kẹo của trẻ con. Đây là bánh kẹo nha mọi người. Là bánh kẹo này là sẽ chia cho các em bé. Vậy bóc ra hết xong mình bóc chia. Mình chia. Tôi xin một cái rồi. Vợ mình ăn trộm thạch luôn. À, đã xin. Nè, này lúc đó chúng ta thế mà. Sẽ bóc bánh kẹo này là để đây hết rồi, để những cái hộp này xong tí là sẽ chia cho các em bé. Giờ là hội mình là sẽ cho các em bé để xếp hàng, sẽ chia những cái thạch này cho các em bé nha mọi người. Đấy, đây là tất cả em bé ở khu vực này nha mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Mấy em bé này rất là khổ. Có người không có dép mà đi ấy. Xem hàng vào nhá, ai được rồi đi ra nhá. Chị đẻ không nhau. Chị đẻ không nhau. Chị đẻ không nhau. Anh ơi. Anh ơi, từ từ. Cô bắt người vào tất cả mọi người cháu xếp hàng. Xếp hàng. Xếp hàng thành hai. Nếu mà anh bắt như này chứ là không đủ đâu. Xếp hai hàng. Dài ra. Đến đâu hết đến đấy. Loạn đến đấy. Không bỏ sót chỗ nào. Xếp thành ba hàng dài vào. Xếp ra cái chỗ mái trường này. Được chưa, đi phát cái kiểu này ấy, là không đủ đâu. Tí tranh nhau hết. Sao đi đâu? Chị cua nha. Sao đi đâu? Sao cho, mấy cái này. Nó sao mà sao là ở trên nó ra. Mày tự sao không? Mình giơ áo nhá. Giơ áo. Phát cho nhanh đi. Đi ra. Anh như phát cho nhanh luôn. Mất cái gì nhá? Ba cái đấy, 5 cái này. Cái này nó nhiều hơn đây. Ba cái đấy, 5 cái đấy á. Anh chơi khó nhau đấy. Em thì cứ nghĩ là 5 cái nọ 5 cái kia, bác cứ cho 5 cái nọ 5 cái kia. Không hết thì cho thêm. Rồi đi ra thôi. Lát nữa xếp phòng nữa. Thôi mà mồi ra, đây tối anh trả. Thế anh chua chua. Về cất đi xong là tí nữa bảo xếp phòng nữa thì xếp phòng nữa nhé. Mạng ơi, bé bạn nào có phần nên là không bạn nào được thì ra thôi. Đúng rồi, cứ chuộng đi nhé nhá. Rồi phát cho bạn nào. Anh cười mà nhiều con đấy. Ngày xưa con đi làm cái chỗ này đấy. Anh thưa. Đứng ra đây. Bắt cho bé nào cho bé cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là các em bé rất là vui luôn đấy mọi người ạ. Ai cũng cười tươi. Đây còn bạn này chưa có à? Coi. Tao làm một chê nhá. Tí nữa xếp là lần hai. Tao làm một chê nhá, chưa mà phay nhá. Lấy cất rồi lại quay về vòng sau. Không nhớ mặt đâu. Còn nhiều rồi, bây giờ chưa người lớn. Nhiều lắm anh ơi, còn số này thế thôi, cái này bữa lại để cho những điểm khác. Đúng rồi. Thế bữa lại đấy. Đâu, ở đây, còn mấy em bé này chưa có sao? Vẫn để có chưa mà. Cái gì ạ? Ba người. Ba bạn kia đây. Đưa cái đường này. Ui, cái áo thì làm sao mà lấy được nhỉ? Lấy váy lên. Bảo nó cầm áo. Tôi. Thông minh, thật là thông minh. Đúng là con trai. Giờ là còn hai hộp rất là nhiều thì bọn mình là sẽ lại đóng gói là sẽ đi để chia cho các điểm trường mầm non đó mọi người. Hôm nay thì là chủ nhật ấy thì các em bé thì cũng được nghỉ học thì cũng ra đây rất là đông. Mình cũng vui hơn bà con đấy. Mình là người được cho đi hả? Đúng rồi. Mà mong muốn làm sao là chúng ta không phải có chỗ nào để mình cho. Đó mới là cái nguyện vọng lớn nhất. Nhưng mà cái điều đấy là không thể. Mai lại đi Lai Châu đây. Là mai chú lại đi Lai Châu ạ? Mai là 2000 ảnh Bắc Hồ tại đồng bào biên giới. 2000 ảnh rồi. 2000 ảnh Bắc Hồ ạ. Vâng. 45.000 một bức. Đấy là kêu bóng là chú. Cũng kêu gọi nhiều nguồn. Vâng ạ. 45.000. Thế xong đến 21 lại đi một chuyến Lai Châu là khám chữa bệnh và 100 phần quà cho đồng bào biên giới huyện Mường Tè, đồng bào La Hủ. Cái đấy thì là có 100 phần quà là mỗi phần quà trị giá khoảng 500.000 và một buổi khám và chữa bệnh cấp miễn phí. 22. Tuyệt vời quá chú ạ. Vào 22 tháng này tháng này tháng nhân đạo. Dạ vâng. Chú là làm được 7 năm rồi đúng không? 100 mùa. Hai tải luôn. Điều hai tải luôn. Cái đi rồi đó. Cái đi tiếp rồi. Ơ kìa thế nào? Ơ tỉ chứ, bà đi tiếp rồi. Ơ. Có rồi. Ba đứa con rồi. Ba đứa con. Ba đứa con rồi. Không thì có được cái không? Ôi trời ơi. Ba đứa con. Năm đứa rồi. Năm đứa. Vâng. Ôi. Giờ đến này 2 tuổi lấy rồi. 12 tuổi lấy chồng rồi. Xong bây giờ còn bé tí thế này mà năm đứa con rồi. Ô mẹ ơi. Mẹ ơi. Thế chịu mẹ ơi. Mẹ lắm. Ừ mẹ đấy. 25 tuổi. Đi bộ mấy cây. Mọi người. Em này là 25 tuổi, năm đứa con. Em mới quay lại cho khu lực cây quay tí. Ôi trời ơi. Thảo nào ở đây thấy đông các em bé. Vợ phải học hỏi kinh nghiệm nhá vợ. 25 tuổi, năm đứa con. Nan mấy tuổi rồi? Em có làm được không? Vợ có làm được không? 22 tuổi, một đứa thôi. Thế thì 3 năm nữa 3 đứa nhờ. Thế là 4 đứa. Vẫn thua. Vẫn thua. Là người dân ở đây cô Lục thấy kiểu không được ăn học đến nơi đến chốn này thì nên là đi lấy chồng rất là sớm. 12 tuổi đi lấy chồng, bây giờ 25 tuổi đã có 5 đứa con nhé mọi người. Mà bây giờ em ấy đẻ được 5 đứa con rồi mà em ấy vẫn còn trẻ như kiểu trẻ con ấy. Lật quay lại nó mà nhậu. Mỗi người được 2 bao quần áo này thì cũng no cả năm rồi.